Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương ngày 25 tháng 11 và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trao tặng những phần quà thiết thực của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho trường Năng khiếu và dự bị Đại học Dân tộc Lào. Việt Nam Thái Lan thảo luận về sử dụng khai thác hiệu quả năng lượng, một trong những vấn đề quan trọng tại các diễn đàn hợp tác khu vực. Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, cảm ơn hành trình công nhận bảo tồn những di sản Việt Nam của tổ chức này. Thưa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngày 22 tháng 11, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao 25 bộ máy tính với trị giá 317 triệu đồng và khoảng 14.500 đô la Mỹ cho trường Năng khiếu và dự bị Đại học Dân tộc Lào. Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trị giá của món quà không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói riêng và tình cảm của nhân dân Việt Nam nói chung đối với nhân dân Lào và sự nghiệp giáo dục của Lào. Thay mặt ban lãnh đạo cùng toàn thể học sinh của trường, ông Khom Phut Phommasorn, hiệu trưởng nhà trường, đã cảm ơn những tình cảm mà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dành cho thầy trò nhà trường, đồng thời cam kết sẽ sử dụng một cách hiệu quả món quà của Phó Chủ tịch nước, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Trường Năng khiếu và dự bị Đại học Dân tộc thuộc Đại học Quốc gia Lào được khánh thành vào năm 2007 và là món quà trị giá gần 46 tỷ đồng của Chính phủ Việt Nam tặng Chính phủ Lào. Thưa quý vị, người Việt ở Pháp lần đầu tiên đã truyền thư điện tử kêu gọi hãy xóa bỏ hận thù, hiềm khích tôn giáo đến thắp hương những nơi bị khủng bố. Những thông điệp như tình yêu vẫn sống, Paris đứng lên, chúng tôi bên bạn, mãi mãi không quên, Paris mãi là Paris, tự do muôn năm, Paris sẽ chiến thắng, hòa bình sẽ chiến thắng, được gắn khắp nơi bên cạnh những bó hoa và ngọn nến. Một bài hát từng là biểu tượng cho phong trào chống chiến tranh ở Việt Nam do John Lennon sáng tác, được chép bằng tay của một học sinh 9 tuổi đặt dưới lọ nến và bó hoa hồng để cầu mong cho sự hòa bình. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 11, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Diễn đàn Năng lượng Việt Nam-Thái Lan lần thứ nhất 2015. Diễn đàn do Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Thái Lan tổ chức. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung tuyên bố chung về hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 30 tại Campuchia vào tháng 9 năm 2012. Tại diễn đàn, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như hợp tác về dầu khí, hợp tác điện lực, hợp tác về năng lượng tái tạo, hợp tác về hiệu quả năng lượng, định hướng hợp tác năng lượng. Đối với khu vực ASEAN thì năng lượng đang là vấn đề quan trọng trong các chương trình nghị sự của các diễn đàn hợp tác khu vực. Tiếp tục bản tin sẽ là một số tin vắn đáng chú ý khác. Hoạt động trong ngành chế biến thực phẩm chất lượng cao 35 năm tại Đức, ông Võ Phát Triển, bất chấp sự trở ngại về tuổi tác, bệnh tật, trở về quê hương, đầu tư nhà máy sấy dẻo trái cây, tạo chuỗi giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Kế hoạch này được ông Triển nung nấu đã lâu, xuất phát từ nỗi buồn đặc sản trái cây Việt Nam cứ xuất khẩu sang Trung Quốc bị ép giá. Làm việc tại công ty nổi tiếng về công nghệ chế biến thực phẩm chất lượng cao ở Đức, ông Triển là người châu Á đầu tiên được mời vào nhóm chuyên gia kỹ thuật của công ty này. Các con đường tại quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vừa được đánh giá là đất đỏ thứ hai Đông Nam Á chỉ sau thành phố Singapore, đồng thời xếp thứ 32 trên tổng số 65 con đường đắt đỏ nhất thế giới. Theo công bố mới nhất của tổ chức bất động sản uy tín của Mỹ, giá thuê mặt bằng các con đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện đạt gần 35 triệu cho mỗi mét vuông, bằng 45% so với giá thuê tại Singapore và bằng 4% so với con đường đắt đỏ nhất thế giới là đại lộ số 5 thành phố New York. Diện tích sàn bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng gấp đôi trong vòng từ 5 đến 7 năm nữa, nhưng theo giá thuê cao có thể khiến các nhà bán lẻ trong nước khó cạnh tranh với các nhà bán lẻ nước ngoài. Lần đầu tiên du học sinh Việt Nam tại Anh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo của nhiều công ty quốc tế có hoạt động tại Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của họ, cũng như trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể tìm được một việc làm phù hợp khi về nước sau khi kết thúc quá trình học tập ở Anh. Cơ hội này có được qua hội thảo Tour the Job vừa diễn ra tại trường thương mại Cash thuộc Đại học London.
Mô hình Total Job đã được Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh đưa tới London với sự tham gia của những diễn giả đến từ Hội Trí thức trẻ Việt Nam tại Anh, Vietpro, các công ty kiểm toán và tổ chức kế toán hàng đầu thế giới. Tại đây thì các bạn không chỉ được chia sẻ kinh nghiệm, viết lý lịch giới thiệu bản thân và hướng dẫn các kỹ năng thiết yếu cho một buổi phỏng vấn xin việc, mà còn có cơ hội gặp trực tiếp nhà tuyển dụng để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của họ cũng như thực tế môi trường làm việc hiện nay. 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa chính thức được công nhận là bảo vật quốc gia. 82 bia tiến sĩ tương ứng với 82 khoa thi có niên đại từ năm 1484 đến năm 1780, ghi tên các vị đỗ đại khoa tại các khoa thi. Đây là những bản tư liệu gốc duy nhất hiện còn ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, được coi là một trong những di sản văn hóa vô giá của trong để lại. Đó cũng là những tư liệu chân thực, phản ánh bức tranh sinh động về chế độ đào tạo và tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam, kéo dài hơn 300 năm dưới thời Lê Mạc. Hệ thống 82 bia tiến sĩ còn là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, phản ánh nghệ thuật điêu khắc của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Mỗi bài ký trên bia là một áng văn chương mẫu mực, thể hiện tư tưởng triết học, sử học, những quan điểm về giáo dục, đào tạo và trọng dụng nhân tài. Tối ngày 23 tháng 11, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Đây là dịp để Việt Nam cảm ơn và tri ân sự giúp đỡ của tổ chức này trong quá trình công nhận và phát huy các giá trị di sản của Việt Nam. Quần thể di tích cố đô Huế là di sản văn hóa đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào năm 1993. Từ đó cho đến nay, Việt Nam đã có 17 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại, đã làm nên một bức tranh Việt Nam đa dạng về văn hóa, bề dày truyền thống lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ. Được thành lập năm 1945, năm nay UNESCO đánh dấu mốc kỷ niệm 70 năm thành lập và phát triển. Tham gia hoạt động trong UNESCO, Việt Nam chúng ta đã tiếp thu trí tuệ và kinh nghiệm của thế giới để đạt được những tiến bộ và phát triển không ngừng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa và thông tin, truyền thông. Việt Nam được đánh giá là thành viên tích cực của tổ chức này. Phải nói rằng là UNESCO và các cái tổ chức của Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế và các nước, các cá nhân đã có nhiều những cái đóng góp trong việc bảo tồn các cái di sản của Việt Nam. Đấy là cái quá trình đóng góp liên tục, đóng góp cả về ý tưởng, cả về kỹ thuật, về tri thức, công nghệ và cả những cái nguồn tài chính, và đó là cái quá trình hai chiều, và những cái di sản đó không phải chỉ là của Việt Nam mà còn là những cái di sản của nhân loại. Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè quốc tế, đặc biệt là UNESCO trong lĩnh vực bảo tồn các di sản. Ngoài ra tạm phải kể đến rất nhiều các cái chuyên gia trên thế giới đã giúp Việt Nam làm rất nhiều các loại hồ sơ khác nhau, từ hồ sơ vật thể đến hồ sơ vật thể, phi vật thể. Ví dụ như các chuyên gia của Úc, của Anh, của Hà Lan, kể cả của Nhật Bản, kể cả của Trung Quốc và Hàn Quốc. Thì phải nói rằng trong lĩnh vực này chúng ta có một sự hợp tác rất là rộng rãi, và ở nhiều hồ sơ khác nhau thì chúng ta nhận được cái sự giúp đỡ của nhiều các loại chuyên gia khác nhau. UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình đất nước hướng theo con đường phát triển bền vững. Khắc ghi trong tâm trí những giá trị làm thành linh hồn của UNESCO trong suốt 70 năm qua. Đối thoại, đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng và khoan dung. Tôi mong chờ được thắt chặt mối quan hệ của chúng ta ngày một khăng khít hơn để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp khu vực và trên toàn thế giới. 24 tháng 1 năm 1946. Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tận dụng sự hỗ trợ quốc tế đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị đối với các di sản đã được công nhận, thúc đẩy việc thực thi các công ước mà UNESCO đã ban hành. Du lịch cộng đồng loại hình homestay là hình thức lưu trú tại nhà dân đã không còn xa lạ với nhiều người. Sự đa dạng về văn hóa và bản sắc dân tộc đã tạo điều kiện cho người dân nhiều vùng miền Việt Nam phát triển mô hình này. Câu chuyện tại khu vực Tây Bắc dưới đây cho thấy là bà con chỉ cần đổi mới tư duy, làm du lịch có căn cơ, có hệ thống thì thoát nghèo sẽ không còn là việc quá khó để thực hiện. Du khách này đang viết vài dòng nhận xét về chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng. Điều đặc biệt, cuốn sổ này là của gia đình chị Thơ, người dân tộc Thái tại Mai Châu, Hòa Bình, chứ không phải của một đơn vị kinh doanh du lịch chuyên nghiệp. Bằng cách này, chị biết cần cải thiện chất lượng lưu trú thế nào,
để du khách hài lòng, đặc biệt là khách nước ngoài. Tôi có thể đi bộ, đạp xe. Mọi thứ đều có sẵn và đều ổn. Với tôi như thế này là hoàn hảo. Tôi cảm nhận được một bản làng với những nét văn hóa rất đặc trưng của người Việt Nam. 3 năm trước, biết đến dự án phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam, chị Thơ mạnh dạn đăng ký. Nhờ chuyên gia tư vấn, chị hướng vào loại hình homestay và kết nối với các hãng lữ hành. Nơi ăn trốn ở sạch sẽ riêng biệt, hoạt động trải nghiệm văn hóa cũng có. Đáp ứng những tiêu chí tối thiểu, dịch vụ bảo đảm, nên chị luôn được tin tưởng gửi khách. Gia đình tôi đã làm loại hình du lịch này được 3 năm. Đến nay thì các công ty du lịch cũng đã liên hệ. Tôi có nguồn ổn định, kinh tế bền vững hơn. Du lịch cộng đồng với dạng thức homestay phát triển mạnh thời gian qua tại Tây Bắc, tiêu biểu là Hòa Bình và Lào Cai. Mô hình này đang được các tỉnh còn lại nghiên cứu nhân rộng. Tiềm năng liên kết thành vùng du lịch. Không có hình mẫu chung cho các địa phương, nhưng quy chuẩn chất lượng tối thiểu thì có. Lấy du lịch làm động lực kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, tài nguyên để duy trì lợi thế sẵn có. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch, thì ngành công nghiệp này mới bền. Loại hình homestay, cư trú tại gia đang trở thành xu hướng phát triển của du lịch vùng cao, không chỉ nhanh nhất giúp người dân giới thiệu những bản sắc văn hóa tới du khách, mà còn giúp phát huy được thế mạnh tính cộng đồng của người dân vùng cao. Và hơn hết thì loại hình này đang giúp người dân thoát nghèo và làm giàu trên chính quê hương của mình. Trở lại với chị Thơ, đến nay lợi nhuận một tháng chị có được lên tới 50 triệu đồng. Con trai cũng chuẩn bị theo học ngành du lịch để tiếp quản doanh nghiệp nhỏ này. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vn hoặc trang YouTube VTV for Go. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau của VTV4.